Ok, xin chào cả nhà, anh Quyền cho quay vô, xin chào cả nhà. Chào các con. Chào các con là anh Quyền tính đang nói nhắn tin cho rồi, con nha cả nhà. Yeah. Khoan, ok, rồi bây giờ nè. Thật ra anh Quyền là hôm hồi 2 tuần trước thằng có gặp rồi. Anh Quyền mới ra tù, bây giờ có thể phỏng vấn về cái ra tù được không? Cũng được. Bây giờ anh Quyền là ở tù hết, hằng nghe nói ở tù hết 13 năm. Thì thật sự ba cũng muốn gặp hai con, mà trong trường hợp ba cũng đang trong cái khó xử của ba là ba trong cái trường hợp mà bị oan ức, mà bây giờ ba đã lưu tham rồi và ba muốn gặp hai mặt được cái dịp cô Hằng đây trên cái YouTube. Nếu hai con có nhận được cái tin này thì nhắn cho ba liền để cho ba biết cái tin đó, để ba còn liên lạc với hai con. Rồi bây giờ Hằng hỏi nè, con của anh là con gái hay con trai? Dạ hai đứa con tôi là hai đứa con trai. Hai đứa con trai bây giờ nó nhiêu tuổi? Con tôi là Nguyễn Hữu Lực với Nguyễn Hữu Lượng. Con tôi năm nay 30 tuổi, còn lớn. Còn tuổi. Đứa con út của tôi là hai Nguyễn Hữu Lượng, nó tên 28 tuổi. Rồi mẹ nó đâu anh? Mẹ bây giờ hiện tại giờ không biết làm sao, mà trong thời gian tôi đang ở tù thì mẹ nó không còn liên lạc nữa. Trong lúc đó ba cũng muốn là nhắn tin cho hai con buồn, nhưng bây giờ hiện tại bây giờ ba đang trong tình trạng quản chế, mà ba cũng còn muốn gặp mặt hai con để an ủi, chứ trong thời gian qua ba đã có nhiều lần nói nhưng mà ba không nói được. Trong tình trạng và sống với lại hai bác, nhưng mà bây giờ hai bác cũng còn có gia đình thì ba cũng có cái cảnh của ba, thì ba cũng trình bày cho hai con biết được. Nhưng mà nếu mà hai con còn thương ba thì nhận được cái YouTube mà cô Hằng lên trên mạng á thì nhắn cho ba biết liền, để cho ba có giúp được cho ba có giúp được cho hai con được điều gì thì ba sẽ sẵn sàng để làm vui trong những lúc mà ba để cho con hai con khổ. Thì nếu mà con cảm thấy thương ba thì nhắn tin cho ba biết liền. Ok, rồi bây giờ Hằng nói chút xíu ha. Thì ở đây là anh Quyền, lời đầu tiên anh Quyền chủ yếu là muốn nhắn tin để tìm hai đứa con trai. Tại Hằng biết được là anh Quyền ra tù 2 tuần trước. Thì Hằng có nói, anh Quyền có nói ngại không lên phim, Hằng nói không có sao. Anh đừng có ngại không lên phim cũng không sao. Nếu anh muốn cần Hằng giúp về việc làm hay là kiếm chỗ ở thì anh cứ gọi cho Hằng. Còn cái vấn đề lên phim, anh muốn lên thì lên, không lên thì thôi. Nhưng mà hôm nay anh Quyền gọi cho Hằng, anh Quyền nói anh Quyền suy nghĩ kỹ là anh Quyền muốn tìm hai đứa con. Tại vì hai đứa con lâu rồi anh Quyền ở tù không có liên lạc được hai đứa con. Thì muốn vậy nhờ kênh YouTube của Hằng để tìm được hai đứa con. Thì ok, Hằng hỏi một chút xíu là hồi xưa anh Quyền đi, anh Quyền họ gì? Tên họ gì? Tôi là Nguyễn Hữu Quyền. Nguyễn Hữu Quyền. Như vậy hồi xưa anh Quyền đi qua Mỹ theo cái diện bảo lãnh hả? Tôi theo diện đoàn tụ gia đình của hai ông anh. Hai ông anh bảo lãnh qua. Dạ. Yeah. Rồi qua được bao nhiêu năm tất cả tính mình ở tù luôn anh? Tính trong khoảng thời gian tôi tại Mỹ là 27 năm đúng. 27 năm đúng. Dạ. Yeah. Như vậy là mình ở tù hết 13 năm. Dạ. Yeah. Bữa kia ảnh có kể với Hằng ở bên ngoài là cái chuyện ở tù sơ sơ qua rồi, nhưng hôm nay ảnh không muốn kể đây thôi, Hằng không có muốn để mà phỏng vấn ở đây. Nhưng mà đại khái là tù thì đôi khi anh nói là cái hồi xưa anh còn đi chơi á, là cái đó giống như một cái sự hiểu lầm, thì mới bị vướng vô cái tù trong thời hạn tới 13 năm. Nhưng mà khi ra đây rồi thì cái chuyện quá khứ không có sao, mình bắt đầu lại từ đầu. Nó đều cái gì cũng bắt lại từ đầu, mình không có muộn anh. Tuổi anh chắc cũng còn trẻ hả? Hiện tại tôi bây giờ là 55 tuổi rồi. 55, không dạ. Có già đâu anh, không có muộn. Nhưng mà đối với ba trên mạng với cô Hằng bây giờ, cô Hằng đang interview ba. Nhưng mà nói thẳng với hai con bây giờ, ba thật tình đó, ba rất là hối lỗi khi mà ba
lên cái YouTube này nói chuyện với lại cô Hằng, thì mong hai con đó, nếu bên đó nếu cảm thấy có tha thứ được cho ba thì tha, còn tha thứ được cho ba thì ba không biết nói sao. Nhưng mà trong tấm lòng ba lúc nào cũng nghĩ tới hai con. Khi nhận được tin này, hãy liên lạc với ba trong thời gian ba còn đang còn bị quản chế. Nếu hai con muốn gặp ba, thì bây giờ trong thời gian anh còn quản chế như vậy, khi ra tù người ta có cho anh một cái nơi tờ giấy để anh vô xeo tờ ở hay là gì không? Thì đang trong thời gian bây giờ là tôi phải đi gặp sĩ quan quản chế của tôi để thi hành cho nó hoàn tất cái hồ sơ tôi trong cái thời gian quản chế. Thì tôi cũng vì con mà tôi phải cố gắng làm bằng mọi cách để cho nó vượt qua cái cảnh sống này. Rồi nếu mà được sĩ quan quản chế giới thiệu ba vô trong chương trình thì ba cũng cố gắng làm cho nó hoàn tất để ba thực hành một cái trách nhiệm làm cha của ba tiếp tục từ đây cho đi. Bây giờ em muốn hỏi là trong thời gian anh đi trình diện đúng không, nhưng mà người ta có cho mình một cái nơi để mình ở không hay là? Thì trong giấy tờ thì người ta đang xét duyệt cho tôi vô cái chương trình mà housing. Nhưng mà nếu mà người ta không có housing thì người ta có một cái chương trình program khác để cho tôi vô đó để coi như là quản thúc, với lại trong cái thời gian này tôi phải cần kiềm chế với con người để sửa đổi cho bản thân. Đúng rồi. Như vậy bây giờ Hằng hỏi nha, trong cái thời gian mấy ngày Hằng gặp anh đó là anh đi trình diện trễ 4 ngày hả? Tôi có trong thời gian qua tôi về đây trong cái cuộc sống khó khăn ở Mỹ tôi đã lưu vong trên con đường, trên cái đường phố, thì tôi đã bị trễ 4 ngày, bị sợ quản chế, người ta đã nhốt tôi trong khoảng 5 ngày và người ta đã được thả tôi ra trong vòng thứ hai này. Sau khi ngày gặp Hằng tôi phải đi, ngày mai tôi phải lên trình diện sĩ quan quản chế. Ngày mai thứ hai anh đi trình diện, là trình diện ở đâu? Trình diện ở Coleman, ngay chỗ San Jose PD. Chỗ đường số mấy vậy? Ngay chỗ Hattin. Đường Hattin. Rồi như đi như vậy rồi ai chở anh đi? Tôi sẽ có cái cách tôi tìm phương tiện để tôi đón bớt. Mấy giờ ngày mai? Vào khoảng tôi tối năm nay giữ ngủ dọc đường và có thể ngày mai tôi tiếp tục tới họ sớm, chừng nào tốt thì đó, để tôi còn tiếp tục đi offline những giấy tờ mà trên cái prison người ta đưa tôi cái tập hồ sơ để mà về tới cái địa phương để trình diện cho cả sĩ quan quản chế. Tiếp tục đó sĩ quan chế chiếu theo hồ sơ để cứu xét tôi vào viện chương trình để được cứu giúp. Bây giờ hiện tại có phút tem ăn không? Hiện tại bây giờ tôi chưa có. Mà sao nó không đi lên sân? Thì người ta gọi tôi lên đó, xong rồi đó người ta sẽ chuyển tôi qua bên center, bên cái chỗ mà chi nhánh của chính phủ mà được sự giúp đỡ của chính phủ. Bây giờ giấy tờ ra tù anh còn giữ gì? Tôi còn hết toàn bộ hồ sơ của bên parole của prison. Người ta sẽ di chuyển về tới parole địa phương. Tiếp tục đó parole địa phương coi theo giấy tờ tôi rồi người ta sẽ tiếp tục làm việc với tôi theo diện hồ sơ của bên prison người ta giới thiệu. Rồi bây giờ Hằng nói nè, thứ hai này là anh đi trình diện mấy giờ? Giờ thứ hai này tôi có cố gắng xin đi trình diện càng sớm càng tốt. Người ta có cho cái giờ không hay là mình tự? Người ta không cho giờ nhưng mà tôi sẽ chấp hành tốt để tôi tới sớm chừng nào tốt chừng đó. Rồi thời gian đó tôi phải có tiếp tục đi qua bên cái center của cái chính phủ, cái hội đồng của chính phủ, người ta tiếp tục coi chiếu theo hồ sơ của tôi để người ta cho tôi vô cái diện mà housing, hoặc là người ta cho tôi tiền food stamp hoặc cái gì đó để sinh sống tạm bợ. Ok, rồi bây giờ Hằng sẽ nói nè, thứ hai anh đi trình diện đúng không? Dạ. Hằng sẽ chở anh đi. Dạ. Ha. Dạ. Rồi xong ra Hằng sẽ dẫn anh đi lên cái chỗ 19 để xin food stamp. Dạ. Hoặc là đi xuống dưới bên gần cái chỗ mình trình diện luôn đó. Dạ. Mình đi vô ngay chỗ missing á. Dạ. Dạ. Cái chỗ nó kêu gì missing. Quên. Mà Hằng hay tới dẫn mấy anh em tới đó khi ra tù là vô đó xin hết á. Yeah. Thì vô đó xin put tem luôn. Yeah. Còn hiện tại bây giờ là anh cứ ngủ ngoài đường, ngủ chỗ này chỗ kia. Bây giờ tôi đang sống trong tình trạng lay lết mà tôi mong ngày con tôi hiểu rằng là
ở nước Mỹ này tuy tuy sống rất là thoải mái nhưng mà đối với cái sự mà đang trong thời gian hoãn chế rất là khó khăn, cho nên tôi cũng cố gắng vì con mà tôi phải hứa tôi sẽ làm cho nó hoàn tất để còn tiếp tục để lo cho hai con tôi mau lớn. Đúng rồi, anh phải cố gắng lên, tại vì mình còn hai con và mình đã đi vô tù 13 năm, coi như mình cũng giống như mình đã cai được nó rồi. Mà ba cũng nói thiệt với con hai con rằng là coi như là bác Tư đã chết rồi, mà trong khi ba còn ở trong tù, còn bác Năm thì hiện tại bây giờ mất liên lạc với ba mà không biết còn sống hay chết. Nhờ hiện tại bác bây giờ Năm là ai? Bác Năm là bác của con hai nữa. Ồ, là anh của anh. Anh qua đây là anh ở với anh của anh là đầu tiên. Đúng rồi. Rồi quê ở Việt Nam là ở đâu vậy anh? Tôi ở tại thành phố đường Lê Việt. Tại Sài Gòn đường Lê Việt. Đường Lê Việt. Và bao năm mà anh không có về Việt Nam? Tôi qua tới Mỹ tới bây giờ tôi chưa bao giờ bước chân tới Việt Nam. Wow. Rồi vợ lúc đó đi qua chung với anh? Vợ tôi còn tại lúc hai vợ chồng lấy nhau, mà bây giờ vì sự khó khăn của cuộc sống của bên Việt Nam thì tôi phải ra đi. Vợ tôi chấp nhận cho tôi ra đi. Sau khi tôi qua đây và với trách nhiệm làm cha tôi chưa làm tròn, cho nên tôi đi dướng vô con đường sai quấy của chính phủ đã ban hành, thì tôi bây giờ tôi phải phạm lực. Bây giờ trong thời gian tôi bị quản chế vô ra nhiều lần rồi, bây giờ tôi thật sự ra tôi cũng rất là có lỗi với hai con tôi. Bây giờ tôi thật thành ra tôi muốn liên lạc với hai con tôi với tấm lòng và với sự hiểu biết của tôi. Bây giờ tôi sẽ nhận định và tôi có trách nhiệm làm cha của hai đứa nhỏ. Rồi bây giờ ok, cái trước mắt á là thứ hai này là ngày mai thứ hai anh sẽ đi trình diễn đúng không? Yeah. Nhưng mà cũng không có phương tiện gì để đi trình diễn. Yeah. Ok, vậy thì ngày mai Hằng hứa là Hằng sẽ chở anh đi trình diễn. Anh có cái địa chỉ đi trình diễn không? Tôi có địa chỉ. Ok, có địa chỉ Hằng sẽ chở anh đi trình diễn. Yeah. Còn hiện tại thì từ hồi bữa anh ra tù tới giờ nó không có đưa anh một cái tờ giấy gì giới thiệu kêu anh đi tới cái nơi nào để xin tiền, phút tem, quyền lợi sống gì hả? Thì trong prison người ta đã đưa tôi cái apply của interview ở trong tù rồi. Nhưng mà sau khi tôi ra tôi gặp quan chế rồi, quan chế tôi nói tôi là chạy 4 ngày trong không trình diện. Thì tôi got violation của cái sở quan chế đã thi hành. Thì tôi đã phạm lỗi và tôi đã đưa 5 ngày trong cái county time. Bây giờ tôi đã ra rồi, bây giờ sẽ trở lại trong vào ngày thứ hai này gặp lại họ lần thứ hai. Nếu tôi có sự gì sơ sót thì họ sẽ có cái biện pháp đối với tôi, nhưng mà đối với tôi bây giờ thì tôi không có gì gọi là có thưởng nước tiểu được không? Có đầy đủ. Đúng rồi, bây giờ anh đừng có tái phạm lại cái kia nữa ha. Yeah. Rồi bây giờ anh muốn có chỗ ngủ không? Vậy hiện tại là anh thích đi ngoài đường không? Cái này Hằng hỏi thiệt. Hiện tại bây giờ tôi cũng đang liên lạc với sở chính phủ. Hằng hỏi có muốn hay không thôi. Dạ, tôi rất hiện muốn. Tại anh muốn có chỗ ngủ hay là bây giờ anh đang thích sống đi ở ngoài đường ngủ nè? Hằng chỉ muốn hỏi nhiều tôi hiện tại bây giờ tôi cần có cái chỗ nơi để đi tìm công việc làm. Đúng rồi, cần có cái chỗ ngủ. Dạ. Có chỗ nghỉ ngơi, cần cái việc làm. Dạ. Anh không thu nhập chứa đỡ cho anh này ngủ. Dạ theo này anh em địa phương không á? Theo này nha, ở gần nhau, cách nhau đường Lên Việt đó. Hùng ở bên Ngô Gia Tự. Bây giờ thật sự nè mọi người, ngã bảy. Ok rồi, vô đây nghe Hằng nói. Tại vì quan trọng ở đây Hằng muốn hỏi anh thật sự muốn có chỗ ngủ hay không. Yeah. Hay anh thích ngủ ngoài đường thôi? Tôi không thích ngủ ngoài đường chút nào hết á. Oh, ok. Nếu cũng quê lắm nhưng mà tại bây giờ thật sự ba cũng cần cô Hằng để lên YouTube để liên lạc với hai con thôi, chứ thật sự ba cũng cảm thấy ba cũng cảm thấy mắc cỡ lắm, nhưng mà bây giờ thật sự ra ba cũng muốn tìm hai con để ba còn trách nhiệm tiếp tục đối với hai con thôi, chứ thật sự ra ba không còn ai để lo nghĩ hết. Còn giờ còn hai đứa con thôi. Dạ. Còn vợ bà xã thì không có biết bà xã ở đâu đúng không? Thì nghe nói sau ngày tôi qua đây rồi vợ con tiếp tục theo con đường thứ hai của bà thì... Ủa vợ còn ở bên Việt Nam hả? Vợ còn bây giờ đi theo người chồng mới ở Úc á. Đi qua Úc rồi. Dạ. Vậy hả? Tôi nghe tin tức đó thôi, nhưng mà... Nhưng mà con nhiều khi đi theo mẹ qua Úc rồi không? Chưa biết được, trong 13 năm hôm qua là tôi cũng nói với lại bác nó là nên giấu hơn là để cho hai con tôi biết.
Giờ bây giờ tôi ra rồi thì bây giờ tôi thật sự tôi cũng muốn gặp hai con để mà liên lạc. Nếu nhận được tin này thì hai con gọi con hàng giờ cho ba biết rằng. Dạ. Ok rồi, hai con có muốn gặp ba. Thì nếu gọi bằng cái số điện thoại của Hằng ở trên màn hình gọi không được thì text message là viết tin nhắn gửi qua cho cô Hằng bằng Zalo hoặc là bằng số điện thoại của cô Hằng. Nói là con của ba Quyền như vậy thì cô Hằng sẽ gọi lại cho con ha. Rồi hơn nữa bây giờ nè, thật sự anh Quyền Hằng đã gặp trước như vậy mấy ngày rồi. Nhưng mà lúc bữa hổm á là Hằng nói không cần quay phim, nhưng Hằng muốn hỏi anh Quyền có muốn có chỗ ở hay không để Hằng giúp cái chỗ ở. Thì bữa hổm anh Quyền nói anh Quyền có vô một cái chương trình rồi. Chương trình rồi. Cái thứ hai là ba còn mắc cỡ, ba chưa dám nói. Không có cần lên phim. Bữa hổm là Hằng có nói gành anh nhớ không? Hằng nói là không có cần lên phim đâu. Nếu cần có chỗ ở khi ra tù, Hằng rất là ủng hộ, đừng có đi lang thang. Tại mình mới ra tù đi lang thang mình sẽ dấp lại. Thì Hằng muốn là cái đà anh mới ra tù anh ở trên bờ để anh có cái cuộc sống theo ra cho nó có tốt hơn. Chứ còn đi lang thang lỡ mình có chơi lại mấy đó mình nghiện lại thì sao? Cho nên là Hằng luôn ủng hộ mấy anh em khi ra tù chấp nhận có chỗ ở, Hằng sẽ giúp đi kiếm một cái chỗ ở. Thì bây giờ ok, hôm nay Hằng cũng có nói luôn là nếu anh Quyền thật sự đang cần một cái chỗ ở thì Hằng cho đây là một cái tạm thời nha mọi người, chứ không phải là Hằng nói là cho ở luôn. Tại vì cái chiếc xe OV á thì đậu sát nhà của Hằng. Xe OV này là trong chương trình của Hằng thì hiện tại anh Hùng đang ở. Và bây giờ có thể anh về anh ở chung với anh Hùng trong chiếc xe OV đó để có cái chỗ chú thân với mình đi trình diện và mình làm lại một con người mới. Rồi mình đi kiếm việc làm ha. Rồi từ từ coi chương trình của anh á, chính phủ người ta sẽ hướng dẫn anh đi tới đâu. Còn trước mắt mới ra tù thì sẽ xin cái phút tem để mình có mình ăn nè. Phút tem là được 280 mấy đồng đó. Mình mới ra tù chắc chắn chính phủ cho chứ không bao giờ không cho. Với lại mình xin cái Medicare bảo hiểm. Rồi Hằng sẽ từ từ kiếm công việc làm gì cho anh. Nhưng anh vừa đi trình diện cái, hôm trước mà trong chương trình COVID này đó, là mình đã xin chương trình của iOS đó, nó đã cứu xét cho tôi là 3,000+ trong cái chương trình đó rồi. Cứu xét rồi. Anh làm giấy rồi. Tôi làm giấy mà đã nhận được của sở iOS đó, người ta đã cho rồi. Gửi tờ giấy về rồi cho. Cho rồi. Nhưng mà cho tiền chưa? Cho 3,000+ rồi. Có tiền rồi. Rồi có tiền rồi hết rồi. Là lúc đang còn ở trong tù, trong thời gian thiếu hụt thì tôi phải đang xài. Là cho đó trong tù, anh cũng xài hết rồi trong tù. Xài cũng đang còn chút đỉnh. Hiện tại cũng còn đang chờ chờ được tin tức hai con để gửi. Gửi về cho con hả? Dạ. Là trời dễ thương vậy. Vậy đó. Tiền hiện tại bây giờ ba cũng đang còn giữ đây, ba chưa. Cất đi, cất ra. Chưa dám xài. Là trời tội nghiệp không vậy đó hả? Trời, thôi vậy cất để dành cho con đi. Tiền cũng đang đây, ba cũng đang chờ gửi cho hai con. Thôi cất đi đừng có xài ha. Cất đi, cất kỹ ha, còn nhiêu nói nghe coi. Thì hiện tại bây giờ ba cái con được gửi chừng 800+. 800+ hả? Ok thôi cái đó cất kỹ đi. Cất kỹ đi ha. Rồi bây giờ nếu là anh chịu về ở có chỗ ngủ đúng không? Thì Hằng sẽ giúp anh về ngủ trên cái ở trong cái chiếc xe OV ở chung với anh Hùng. Rồi tẩy xe đậu sát nhà Hằng, đi vô nhà Hằng tắm, đi vô nhà Hằng đi toilet. Chỉ có mình ngủ ngoài đó, sinh hoạt ngoài đó rất là thoải mái luôn. Ha, để khỏi ngủ ngoài đường. Tại vì Hằng bữa hổm gặp rồi, Hằng có hỏi thích không? Thích ở, có chỗ ở hay không? Thì ông nói là ông đang vô chương trình có ai giúp đỡ rồi, chương trình của chính phủ. Thì Hằng tin, Hằng tưởng thiệt. Tự nhiên mấy ngày nay Hằng có ra thư viện mấy bữa hỏi ông Quyền rồi. Mấy ông này nói không biết đi đâu rồi, thì ra là đi vô tù lại. Vô lại trong đó 5 ngày chưa? Mà đi trình diện trễ 4 ngày. Đó. Vô tù lại, ok bây giờ thôi tạm thời về cái nơi của Hằng ở để có cái chỗ trú thân nha. Để mà đi trình diện. Rồi thứ hai Hằng sẽ chở anh đi trình diện. Ba cũng thật sự cảm ơn cô Hằng interview của ba ngày hôm nay. Thì ở đây thật sự chương trình của Hằng làm không phải là đi tìm người ta để quay phim. Nhưng mà hôm bữa Hằng đi phát đồ ở trong suối, đi phát đồ ăn trong suối, thì anh Nguyên nói trời ơi để đi thằng bạn tôi thằng Quyền để kiếm Hằng, tôi chạy đi kiếm, chạy ngoài tôi kiếm nó vô để kêu Hằng giúp đó. Thì ổng mới hỏi, thằng mới hỏi ô Nguyên nào, ổng mới nói là nó ở tù 13 năm mà nó mới ra tù mấy ngày nay, nó ngủ ở dưới đây với tôi nè. Nó nói trời ơi, Hằng nói trời ơi là trời, ở tù 13 năm đi ra lọt xuống suối với mấy ông lại đặng làm gì. Thật sự ba cũng hơi mắc cỡ, ba không dám lên tiếng trước với Hoàng, mà nay thật sự ba cũng muốn gặp hai con. Thật sự ba mới nhắn cô Hằng tới để ba ngồi interview với cô Hằng, nói về tâm sự về
cha con mình. Như vậy thì ok, chương trình của anh thì trước mắt là anh còn theo cái trình diễn nó lâu lắm chứ không phải là một hai bữa đâu, 3 năm đó anh Quyền. Hiện tại trong quản chế 3 năm. Sở quản chế nói ba bây giờ đang trong trường, người ta đang cai quản ba trong 3 năm nhưng mà trong khoảng chừng 1 năm mấy hoặc 2 năm ba làm thực hành tốt thì có thể người ta sẽ dứt bỏ những cái sự quản chế ba. Đúng rồi. Để cho ba được tự do để ba tiếp tục con đường đi tới với hai con. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ nè, trước mắt gì? Thôi anh chịu đi về ở chung cái nơi mà nãy giờ Hằng nói, đúng không? Dạ. Yeah. Chịu phải không? Dạ, yeah. Thật sự muốn ba muốn có Hằng giúp đỡ. Ok, nếu thật sự muốn vậy thì Hằng sẵn sàng giúp đỡ anh. Yeah. Trong cái thời gian anh còn đi trình diện và kia chưa có kiếm được cái chương trình của chính phủ hào sinh, yeah, thì ở tạm trong mà cái chiếc xe OV đi. Thật ra ảnh ở tù 13 năm cũng vì một cái lúc ảnh đi lang thang ngoài đường, ảnh chơi, ảnh chơi những cái thứ đó thì chơi đốt những cái mà để hút đó thì lỡ cháy liều của người ta, nhưng mà khi cháy cái người còn ở chỗng nó hút rồi chết chỗng. Thật sự lúc đó là ba cũng với lại hai ba của con thì đang trong tình trạng xích mích thì ba cũng hay buồn vì ba sống từ một mình. Bây giờ ba có sai lầm nhưng mà lỗi lầm của ba bây giờ ba chấp nhận, nhưng mà bây giờ ba thực sự muốn nhìn nhận hai con. Cái đó chuyện xưa anh. Bây giờ anh đứng lại, con anh nó rất cũng hãnh diện về ba mình. Tại vì ba mình ai làm lỗi ở đây không ai mắc cỡ, ở Mỹ cái chuyện làm lỗi không có gì mắc cỡ. Nhưng mà quan trọng mình biến bước từ bỏ quá khứ, mình đứng lại làm lại cuộc đời mới thì người ta rất nể phục mình ha. Cho nên á, khi anh Quyền vậy có biết nghe qua mấy anh em thư viện thì chắc cũng có nói về Hằng rồi, yeah, làm chương trình của Hằng rồi, thì đây là chương trình Hằng đi giúp đỡ những anh em vô gia cư nếu như muốn có trở về một cuộc sống ở trên bờ, có việc làm, có chỗ ở thì Hằng sẵn sàng giúp đỡ. Đây là những công việc của Hằng làm, hay là Hằng đi phát những miếng cơm, cái quần, cái áo cho tất cả những người vô gia cư ở ngoài đường hoặc ở dưới suối. Ba cũng nói thật với hai con rằng của Hằng đây là của Hằng trong cái mạnh thường quân mà bên đây gọi là người mà đi gọi là hỗ trợ cho những gia đình nghèo khổ bên đây và cho những người mà người ta đã thất lạc gia đình nhiều ở nhiều năm sinh sống ở đất khách quê người. Thì có anh cũng có cái tấm lòng để giúp đỡ để cho cha con mình hàng gắn. Thì mong các vị trên YouTube cũng bỏ qua và cũng có một cái chia sẻ, ai cũng có lỗi lầm. Dạ, yeah, không sao anh. Ở đây là những khán giả mà coi chương trình của Hằng đó, không bao giờ người ta trách những người làm lỗi. Tại vì những người làm lỗi ai cũng có làm lỗi, nhưng quan trọng rất biết đứng lên. Thì ở đây người ta rất là ủng hộ những người biết đứng lên. Thì Hằng hy vọng khi anh Quyền chấp nhận vô chương trình của Hằng để có một cuộc sống trở lại cuộc sống bình thường giống như mọi người, thì anh Quyền gắng cố gắng lên thì Hằng nghĩ là chắc chắn là được ha. Yeah. Có theo cái sự dẫn dắt của Hằng chắc chắn là được. Mấy anh đó là cũng trong chương trình của Hằng không như, yeah, vậy đó, cũng trong hoàn cảnh giống như anh vậy thôi. Tôi, yeah, thành thật cảm ơn cô Hằng đây và thành thật cảm ơn quý khán giả trên YouTube. Dạ. Yeah. Ok. Rồi như vậy là hôm nay thu nhận thêm một thành viên mới của đội cái bang. Yeah. Mấy ông lại bắt tay thu nhận với thành viên mới của đội cái bang. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, không, yeah, có gì. Rồi bây giờ á, nói nè, như vậy là tiếp tục là anh sao đi về và đi luôn hôm nay hay sao? Chỉ có một cái bộ mình không như vậy hả? Có quần áo gì không? Có quần áo của các dân thường dân bên đây người ta giúp đỡ. Rồi luôn. Quần áo để đâu? Rồi quần áo bây đang? Giờ đang hiện trên xe của người bạn. Rồi xe ở đây hả đâu? Dạ, xe của Hòa. Ồ, trên để trên xe anh Hòa, anh tỉnh, dạ, tỉnh nãy hả? Như vậy bây giờ là giờ đi theo Hằng về phải không? Dạ. Đi theo Hằng về là anh biết là vô đây là phải chấp hành sống tốt chứ không phải làm lại cuộc đời thôi chứ không có không có phải bỏ mấy cái kia. Dạ. Đã 13 năm ở trong đó là bỏ được thì ra đây phải bỏ, nhớ. Dạ. Chưa, anh quay lại nó sẽ đời tàn nữa. Dạ. Nhớ không, cái đó thì nếu mình bỏ được mình ba không nói gì hơn là ba từ đây sẽ làm người tốt để chăm sóc hai con của bên đó cũng gắng cố gắng. Rồi đó, ba nói có mà cần gì ba khóc nức nở nè, có cần gì thôi ba. Ba khóc nước nở thì ba phải nhớ là vì hai con nha, ba gắng cố gắng đứng lên nha. Ba cố gắng hết sực sự cho hai con thôi chứ không phải sực sự cho ba. Ba sai nhưng thực sự tấm lòng ba vẫn hướng về hai con. Một ngày con ở sống bên đó đàng hoàng.
Nếu có gì thì liên lạc với ba. Ok. Xin tạm biệt căn dạ trên kia YouTube. Ok. Rồi. Ok, thôi bây giờ vậy đi, rồi Hằng sẽ thu nhận thêm một cái thành viên mới này về cho ở tạm thực trong sự, cái xe OV. Ở đây mấy ngày rồi, không có trang lắm. Bây giờ mấy ngày nay anh nằm ở ngoài này rồi phải không? Đâu. Đây. Rồi sao? Thua anh Hùng đi lại là phải là thu nhận bà Thí đi rồi thì có bà Thí vừa đi, phải thu nhận người mới. Một người đi, một người tới. Một người đi, một người tới. Đó. Thấy không? Vừa đưa Thí đi thì bây giờ anh Quyền ổng tù ra 13 năm lang thang ngoài đường. Giờ ở vài bữa nữa mấy bạn bè Ân rồi chắc cũng dắt đi làm bây giờ. Ờ, anh Ân. Ủa anh biết anh Ân hả? Anh biết. Anh Ân con chắc thành. Ok. Chủ. Trời ơi, vậy để tôi điện anh Ân rồi rước anh đi làm. Anh chủ. Ân, ok, trời đất ơi. Chủ cũ hả? Anh Ân là chủ cũ à? Chịu nổi chưa? Vậy để gọi anh Ân. Rồi xong rồi, giờ thu nhập đệ tử về, đòi về giờ ngủ. Ở nhà hàng có chiếc OV, cho giờ ngủ. Ok, thì em lấy kia được kia. Ờ, thì lấy kia đi. Đó, rồi. Không cãi nè. Rồi, đâu có gì đâu, anh em à. Ờ, vui thôi à, không có gì chứ. Em phải cười kìa. Ông bà cười hả? Ông bà cười hay ha. Mới đi làm có 2 tiếng bà có nhiều. Có ba mấy bà à. Không đá 2 tiếng thì mấy. Bác Thái cũng chạy đo đát đó, chạy được. Đo đát. Chạy cái nhầm cần chạy 7-8 trăm á. Thường 7-8 trăm. Chiếc xe anh thường anh chạy đi đổ bồn cầu ở đâu vậy? Anh xài ở chim không mà. Ờ, thì anh không có xài. Em đổ đường Moray nè, nó có cái chỗ mà đổ cầu, xả cầu được á. Không có địa chỉ không? Anh không nhớ địa chỉ nhưng mà ở đường Moray gần đây nè. Em search lên mạng cho. Anh search lên anh thấy à. Tại chiếc xe em mua là em có đi rồi, ta đi trong đó người ta chưa có xả. Chứ bây giờ ở em không trai. Bây giờ đi lên nó xả rồi, cái mình xả nước cho nó rửa sạch hơn. Tại vì anh xài là anh đi chim không à. Ồ, anh ra chim anh đi rồi. Anh ra chim anh tại vì nó mở 24. Với anh có xe nhỏ. Anh chạy ra anh đi tắm nữa ngoài đó, anh khỏi xài nó phiền quá. Anh chỉ về ngủ thôi. Ừ, chiếc xe của chỗ em đậu cũng để ngủ thôi. À, anh để ngủ à. Nó không xài. Để ngủ cho sạch sẽ, nó xài vô nó vô. Bởi xe anh vô không có hôi, anh không có xài, anh rửa xe sạch rồi, không có xài, không bao giờ xài. Chiếc xe anh là mua quá rẻ luôn đó. Chiếc xe ổng là xe ngon, xe thì, ngon. Người ta trả mình đó, 5.000 đâu bán thôi, dễ được bán. Xe đó là 5.000 còn mua được, còn mới lắm. Xe chị cũng ngon, 7.800 đó, 7.800. Tại mình tính chiếc xe mình là 7-8 ngàn, ít nhất lấy lên á. Rồi, mà. Rồi anh Quyền thôi lấy quần áo đi. Lấy quần áo rồi thôi rước về cho ở chung với ông này. Ok, cái gì vậy quá dạ, anh. Rước em về. Rước em về hả? Còn anh sao? Anh hả? Anh có nguyên chiếc xe bự còn có nguyên xe mới này nữa hỏi sao? Hai chiếc rồi. Ừ, ổng có nguyên chiếc OV còn có nguyên chiếc mới này. Giờ chạy đo đát chứ muốn chết. Tại lúc làm ăn được đó mình đi mua xe rồi. Đúng rồi. Mua 2 chiếc đó mình để dành đó, bởi bây giờ còn cái hậu. Bây giờ ông chạy đôi đát từng 700-800 mọi người coi ở đó, có chiếc xe OV khỏi tốn nhiều nhà sướng không, còn gì bằng. Cái này là thiệt luôn á, bởi vậy. Khi có được cái chiếc xe là cái chỗ ở khỏi tốn tiền nhà. Cái này là anh chạy có khi từ vài trăm, 400 tiền mình thích chạy à. Đúng rồi, tiền thích chạy tại mình ổn rồi, ổn là anh có. Bây giờ anh thích anh chạy à, anh làm đàn vậy, không anh thích tàn, nghỉ. Đúng rồi. Đi chơi vậy đó, đi vòng chơi. Đi vòng vũ trụ hả? Chở mấy khách đi quýnh bài rồi cho vui. Lấy tiền. Có tiền chứ. Lấy Uber đó, chở Uber. Đây sang Phú Nội chạy đi chạy về, chở đi về là 150 mà. Wow. Thôi dễ sướng rồi. Sao lâu lâu. Có khách giới thiệu cho chú Khải. Có khách muốn chở đi ha. Uber chở đi luôn đúng không? Chở đi luôn. Ví dụ người ta kêu chở Uber đi phía trường đâu đi không? Đi. Ok, rồi okay. Cái gì giới thiệu ông Khải. Okay. Cho số phone người ta gọi anh ha. Giống okay. Anh á. Ok. có đúng. Cho ông chạy Uber đỡ lắm chứ bọn. Chạy chơi mà, chạy lại ở không á, mình buồn đi thôi. Dạ, yeah, đúng rồi. Rồi thôi, giờ đi. Mấy người quen là anh chở đi bác sĩ, anh đâu lấy tiền đâu. Chở giúp người ta kể đó. Tại thấy nãy chở đi bác sĩ, anh chờ luôn á, mà nó không lấy tiền. Tại vì anh em mà. Vậy mấy bữa ông này, ông trễ mà bà phù bay tình, không có chịu đi, rồi sao không kêu nhận chạy chở thôi. Giờ xong hết rồi. Giờ xong rồi. Ngày thứ hai để nó đi, thôi vậy để em chở. Thôi em chở về đi. Em chở. Em chở thứ hai cho đi probation. Vậy được rồi. Vậy ok rồi. Rồi bây giờ thôi. Ok. Rồi. Ok, sống vui vẻ ha. Rồi, vậy thu nhập thêm một đệ tử. Cái bàn. Cái bàn nè. Người tình không tên của tao đó, mày nghe không? Người tình không tên. Cãi đâu có bài nhìn em lên. Ôi trời ơi. Anh em thân mật, không anh em hằng thân mật, không có gì hết trơn, không sao đâu. Dạ.
Rồi anh Khải, ba anh Khải. Rồi, rồi. Em quên, mày có người đẹp rồi, quá trêu quá. Mày có người đẹp rồi, quá trêu. Quên gì, thì thỉnh thoảng rồi rảnh thì ghé rồi chơi với mấy anh em uống một cái lon bia rồi vậy đâu gì đâu. Ổng nói kìa kìa, thấy không, đi với người đẹp không à? Xong rồi. Rồi thôi lên xe đi. Ủa mấy bộ đồ gì đây hả trời? Trời ơi. Thấy ghê quá, thôi giục đi. Ôi kệ. Cho mấy anh đi về thằng lấy khác cho. Quần áo nhà quần áo từ thiện thiếu vậy. Cho lại mấy anh hết đi, lấy cái gì ra lấy thôi. Nói ghê quá, thôi về đồ từ thiện thiếu vậy. Rồi. Vậy thì thôi anh Hùng vô phòng cho ổng ngủ ở trên gác hay là sofa vậy đó. Cho ổng trên gác đi, đổi gì đi. Đổi gì đi đó, giờ bà thấy đi rồi, giờ rước ông này vô chứ làm sao mọi người. Tại ổng ở tù 13 năm mà ổng ra, ổng sẽ đi lang thang, ổng sẽ té. Tại tù lâu là ổng đã cai được rồi. Tù lâu của ổng đã cai rồi. Wow. Mà nếu mà để cho ổng dắt lại á, tội nghiệp. Thành ra thôi, về giúp về cho ổng ở lại vậy đi. Bữa kia thằng nói rồi, thằng nói ông cần giúp không, tôi giúp không có cần quay phim đâu. Ổng nói thôi đang chờ chương trình của chính phủ rồi sao. Đó, bữa nay chờ không có rồi, tìm con luôn. Con Việt Nam. Rồi lên xe. Con Việt Nam. Quần áo nhà thiếu gì, đúng rồi, đi về kiếm quần cái máu khỏi cần. Rồi bây giờ... Đi mua gì hả? Bây giờ đi mua cái bánh. Bánh rồi, chưa gọi Mẫn nữa. Giờ đi mua cái bánh đi. Bánh sinh nhật. Bánh mấy ngày ở đây không ở gì đâu mà hút quen không gì. Đúng rồi, anh đừng dướng vô lại ha. Không muốn nữa. Đừng dướng vô lại, ok. Được. Anh chỉ hút thuốc lá thôi phải không? Hút thuốc lá với okay. Lại lâu lâu uống một hai bia. Uống cà phê không? Cà phê từ buổi sáng. Buổi sáng đúng rồi, nhà có. Thì anh Hùng về lấy cà phê rồi bỏ ngoài sẵn. Thì có đi uống. Thì thuốc lá rồi tạm thời có anh cho uống. Có thuốc lá. Đó, là coi như sống chung với anh Hùng đó nha. Thì hai anh em uống vài lon bia thì được chứ không có nhảy say xỉn hoài nha. Nói trước. Nhưng mà hàng cuối tuần vẫn ở hàng vẫn tổ chức cho mấy anh em uống. Uống chơi, nhưng mà ngày thường là không có được uống say xỉn vậy thôi. Rồi vậy là để hàng gọi nâng. Trời ơi, thì ra là ổng từng làm cho anh nâng hồi xưa vậy, dễ quá rồi. Anh gọi hàng gọi nói chuyện anh. Rồi để hàng gọi có gì hàng nói chuyện cho nâng. Hùng đi xuống nhà hàng mình mới biết hai anh em ảnh nó bên ngôi tự không biết anh chứ. Đó giờ hai anh em về là ở chung ha, chung ngôi nhà đó, hai anh em là này chung ngôi nhà đó. Chung ngôi nhà, nhà xé. Cũng như ngôi nhà rồi. Ngày xưa bên đó là bà chị mình ở trong cái khu mà ngay chỗ ngay Rào Hát của mình á, Dương Quá Đạo á, đi xưa khu trong khu của gia binh cũ của quân cảnh đó. Hồi nãy anh Huyền nói nhiêu tuổi ta? Mình 55 tuổi. 55. Quyền hay là Huyền? Quyền. Chính Quyền. Chính rồi Quyền. Bên Mỹ nó kêu mình là Power. Power. Yeah. Rồi thôi vậy là về hai ba bữa là hằng nghĩ là nói với anh Năng là ổn rồi, có việc làm là ổn rồi. Có cái chỗ trú thân trước rồi đi làm. Rồi từ từ, thí dụ như mình làm mà việc ổn rồi, thích mướn phòng ở thì bắt đầu mình kiếm phòng nào giá cả phải chăng ở. Đúng rồi. Vậy đó. Còn tạm thời là thằng, bởi vì thằng hỏi anh ngủ ngoài, thích ngủ ngoài đường hay là thích có chỗ ngủ. Thấy chán mấy hôm nay đi lang bang lang bang ngủ tàn cái gì đâu không, mà sáng này chui xuống suối mình tắm rửa mình mới đi lên trên bờ. Chui suối là tắm ở nước suối. Tắm ở đó luôn. Ôi là trời. Yeah. Tắm nước suối luôn. Bây giờ vô đây mình mua cái gì ta? Mua vịt quay được trước ha. Mua đi ở về hát bớt đề cho anh Mẫn. Khỏi cần nấu cái gì trơn, tại đi cả ngày mua món vậy thôi. Món hai món. Đậu đây đi. Giờ này ăn cơm chiều hả? Ghê không, ghê làm ok hả? Ủa okay. Không phải giờ này nghỉ hả? Tưởng không nghỉ, trở về đi ăn luôn. Chuẩn bị nè. Giờ đi đâu hả? Chuẩn bị vô làm nè. Đi vô làm, nãy giờ đi ăn cơm. Ok thôi vô đi. Tiệt là tội nghiệp. Vậy vừa hổm đó, vậy lượm tiền từ vậy. Rồi đây. Đi qua kia mua bánh luôn mà. Em bỏ vô kẹt chứ. Thôi hay là chạy xe bỏ luôn anh Danh. Chạy
chị vô anh chạy xe qua bả. Hả? Đi. Ok, đi. Thôi đi bộ đi. À. Ba ông ngồi trên cái ghế luôn hả? Đường bên kia qua bên hướng Long Xuyên á, nhìn đi. Ủa bánh bài hả? Hai ông thì uống bia, còn Alex thì uống gì? Uống nước ngọt hả? Thôi uống cái đó đi, uống bia hồi chút vô ăn uống hay uống bia. Kêu bán nhà là nó cưới vợ rồi. Dạ. À. Nó cưới vợ đâu cần bán nhà, má nó có cưới vợ cho nó được má. Ai nó mới nói kìa. Ờ vậy hả? À. Má nó cưới vợ cho nó khỏe ghê, nếu nó ngoan ngoãn đi. Thằng nói giờ nó ngoan ngoãn nó nghe lời đi. Nó muốn thằng lo. Làm lại cuộc đời ngon lành đi. Bán mà lại. Má nó cưới vợ cho nó 10 con vợ cũng được nữa. Cho cái vợ với đường 4 nữa. Nó về tới quê đâu. Ừ. Nó có gia đình đây mà nó hư, nó dám ở dưới suối mười mấy năm đó. Ngay nè ba ông ngồi xích đu. Lò gạch một phương không? Đi xuống nữa. Không biết. Nó không biết à. Cậu lúc đi xuống tới Hà Tiên, nghe ngó ba lô trẻ đi ra chợ giá hả? Lò trẻ Hà Tiên là ở... Chợ giá. Hà Tiên là ở mũi Cà Mau mà gần Phú Quốc. À, cuối á. Mũi Cà Mau đây nè. Mũi Cà Mau nè. Mũi Cà Mau ngồi trước mặt vô nè. Nó tỉnh thì tỉnh Kiên Giang, ở Gạch Giá. Đúng rồi. Rồi từ đó đi xuống tới Hà Tiên thì khoảng có lẽ khoảng 50 cây số. Thì lúc mà ông già năm vô đó là ông già quân cảnh, ông anh lớn mình đó, ông anh thứ ba ổng là quân cảnh. Ừ. Quân cảnh cứ khẩu sau này chạy giặc á, ổng mới về sống với vợ ổng ở tại Kiên Giang Gạch Giá ngay chỗ Lò Gạch Mộc Hưng á. Ừ. Từ Lò Gạch đó đi ra tới mấy cầu phù lúc á nó mới tới tới ngay chỗ Hà Tiên. Ừ. Đi ra tới Hà Tiên mới tới chợ Gạch Giá. Thì từ chợ Giá ngó qua bên kia mới đạo họ. Mình có biết nhiều dứt cái đó không biết, nó đi hồi nhỏ lắm, lúc dưới 10 tuổi đi theo cha mẹ đi qua dần đi vượt biên về. Đi lúc 9 tuổi 8-9 tuổi đó, nghĩa là chắc nó không biết nhiều. Không lại vậy giờ nó làm gì vậy đó. Làm gì nó hỏi làm gì kìa anh Hùng, làm gì đâu việt giang, việt giang vậy. Biết việt giang là gì, việt gì không biết à. Việt gì đâu biết đâu, việt giang hát á. Ồ việt giang phải không, nó cầm bài nói chuyện lớn tí. Mà mỗi lần không cài nó quay á, chuyện nhỏ tí là sống về nghề đó. Dạ ba ông ngồi đây. Ở đây chút nữa thì vô ăn cơm ha, nhậu. Mắc cười lắm nè, bây giờ bữa nay bớt đề ông Mẫn mà bây giờ gọi ông Mẫn điện thoại tắt queo. Thường thường ổng thứ bảy chủ nhật xong tham mà ổng tắt queo luôn. Ổng bận hợp ở casino. Không biết ổng bận hợp với ai nữa. Ổng còn nhắc tôi bữa thứ sáu làm bớt đề cho ổng ngày chủ nhật đó nha. Mà bây giờ là phone quý vị sẽ không liên lạc được. Quý vị vui lòng gọi lại sao? Quý vị vui lòng gọi lại khi nào tôi rảnh. Chắc hôm nay đi gặp là đi lên trên tụi dê đó, rồi nó giới thiệu qua bên kia mình đi lấy cái phone phi. Bây giờ ngày mai anh đi trình diện trước. Rồi. Xong rồi Hằng mới chở anh đi qua cái chỗ để mà xin xin mấy cái chương trình đó. Đúng đó rồi. Là đi ra lấy phone phi được liền. Đúng rồi. Đó. Qua bên đó nó làm luôn ID cho mình luôn bên đó. À hả? À, để coi ở bên cái chỗ gì ngay chân cái đường tự nhiên cái quên tên cái chỗ đó mất tiêu à. Gần nhà tù quá, gần men treo á, chỗ gì á là Mission. Đường Mission. Ờ, gần men treo cái chỗ mà ai tù ra hay lại đó xin giấy tờ này kia. Thì đó là Police office. Không phải police office. Đúng rồi, ngay chỗ police PD San Jose PD á. Ngó qua bên kia là ngay cái nhà mà màu trắng. Thằng nhớ nhưng mà tự nhiên kêu bằng cái gì quên mất. Oh sheriff hả? Yeah. Đâu, no, sheriff ở dưới này, sheriff ở dưới chỗ cái bên sát cạnh bên gel. Mình đi ra ngay chỗ mà San Jose PD luôn á. San Jose PD á, mình mới nhớ cái ngày mà cái tắt bên. Không dịch lộn đi cho anh, tắt lửa không dịch lộn đi. Tắt lửa hả? Đó, bên coi cửa dưới khóa chưa cửa nhà bên Cross Street là gần bên treo đấy coi nhà gì trắng
cái nhà trắng đó ai ra tù cũng mới tới đó trình diện xong rồi nó cho tiền đó. Cái chỗ reassessment đó hả? Có nghĩ đâu đó. Chỗ center á. For program. Yeah, for everything. Yeah, okay. Yeah. Yeah, chỗ đó reassessment. Yeah. Nó kêu reception mà center reception. Yeah. Thì trong đường số 1 á. No. Nó nằm ở bên đây giống như San Pedro á. San Pedro á, nó nằm là giữa San Pedro. Sáng sáng là đi trong nhà lát lái xe ha. Đúng. Ok. Đó nó cũng được. Yeah, lát chở nha. Chở anh Quyền đi trình diện nè. Đó tắm rửa xong rồi thấy khỏe không? Khỏe quá người. Thấy nó được thoải mái chứ hả? Ở dưới suối chung xuống suối tắm. Trời ơi, ở suối mỗi lần phải cởi đồ mang dép đi xuống dưới suối trời nước rồi mới tắm. Trời nó lấy hứng lấy cái ly hứng nước xong. Dạ. Còn về vô phòng tắm tắm một cái thì khỏe quá trời. Thấy chưa trở lại cái con đường cũ mình lúc mà mới qua thôi chứ mình tưởng đâu mình đi luôn rồi chứ. Dạ. Nếu mà không nhờ hàng ngày hôm nay chắc mình suy nghĩ cái ngày mới đầu mới ra tù á mình thấy cảm thấy thấy mắc cỡ hơi mắc cỡ chút xíu rồi bây giờ mình thấy rồi bây giờ anh mình cũng chết rồi mà bây giờ ông anh thứ năm mình cũng mất liên lạc mất rồi bây giờ tìm ai giờ gia đình rồi bây giờ có. Nếu mình gửi thơ về bển thì bây giờ nó chặt cái liền ra chờ cái địa chỉ thì bây giờ cái địa chỉ bên Việt Nam ngày xưa nó còn một chỗ mà giờ nó add thêm một cái shit nữa cái stack qua cái nữa mới là cái đó mới là cái trục chặt nhất cho mình. Đó thì bây giờ thôi nghĩ kỹ rồi thôi gọi hàng đi cho lỡ quê cho nó quê luôn. Này đâu có gì đâu quê. Yeah. Bây giờ anh biết không chương trình của Hằng á, yeah. Người ta coi lâu rồi, người ta thương những anh em hoàn cảnh gì lắm mà quan trọng mấy anh biết quay lại đi, quay đầu lại là ai cũng thương ủng hộ mình. Mình ủng hộ được, mình dữ mình lắm. Lúc nào cũng muốn trở lại con đường cũ mà mình đi ra mình đâu có ai được dịp gì vậy đâu. Yeah. Nếu được dịp gì nên nếu mà nói xóm thì mình còn tính con đường của mình. Nếu ra mà có dịp có người giúp liền gì thì tốt rồi phải không? Biết chừng nào bữa mình cũng đâu có vô trong tù kia 5 ngày quan ức đâu. Quan ức rồi đó thấy chưa. Hồi bữa Hằng có hỏi mà Hằng nói không có cần quay phim, anh muốn Hằng giúp cái gì nè, nói đi, kiếm việc làm kiếm chỗ ở. Yeah. Đó, mà ông ngại. Xong rồi bây giờ bữa nay gọi. Với lại 20 mấy năm ở bên đây rồi bây giờ mà nói về tin tức mà mấy trên mạng rồi mấy người bên Việt Nam mà người ta tìm hiểu mình làm quê bên gia đình thôi. Giờ đâu có gì đâu. Đó. Thà là gia đình đang tìm anh mà tìm không được nè người ta mới lo kìa. Mà nếu thấy được anh rồi gia đình mới mừng. Thì giờ mình cũng mừng được anh che chở gì cũng ok. Cho nên nãy hàng hỏi bây giờ nè. Tôi hỏi thật anh thích ngủ ngoài đường hay là anh thích có chỗ ngủ? Ông nói đương nhiên thích lúc có chỗ ngủ. Thích chỗ ngủ rồi. Ok, thích có chỗ ngủ thì về tôi giúp cho chỗ ngủ tạm thời. Rồi, rồi sẽ nếu mà anh đã từng biết anh Ân rồi dễ quá anh gửi vô anh Ân cái đi làm anh à. Thì ngày xưa phải ghe luôn. Bạn. Ừ. Rồi, đi làm ân cũng nhiều lắm rồi. Ừ, rồi mà lần nào cái trục chặt thì ra lãnh tiền cái nghỉ tới nghỉ lui người ta ghét đơn giản. Đúng rồi. Bây giờ ấm cúng quá rồi nhìn ấm cúng rồi cũng có một cái gia đình mới vậy đúng rồi nè giống anh em gì như một cái gia đình nè vậy thôi có chỗ ăn chỗ ngủ rồi kiếm công ăn việc làm về rồi lấy đâu mà tìm được lấy đâu tìm dạ thiệt mà cũng may là cô vẹt chứ không được cô vẹt ra đâu có đường về đâu à cũng nhờ cái cô vẹt 19 này mới có được cái chương trình ngày hôm nay mới bây giờ gặp Hằng chứ thôi cũng được nhờ cô vẹt 19 nè cái bắt đầu Hằng quay qua chương trình làm về cái này cái là cái duyên một con đường Hằng đi con đường tại vì á hồi sáng này á mình suy nghĩ kỹ là tối hôm qua rồi mà tại vì sáng này thấy anh Trinh anh coi cái YouTube của Hằng nói trên mà có nói là người ta chửi Hằng gì tùm lum ở trên mạng đó rồi á mình mới coi cái nói hay thôi lát không đi ra coi sao nghe suy nghĩ rồi mới gọi ông Trinh là cầm phone bây giờ lại ngó Hằng suốt ngày coi hết đi bị bệnh tương tư bệnh tương tư không vậy đó suy dinh dưỡng nghe làm gì mày mỉm mỉm nha lạch là... nó đòi quản nhà nó cứ dạo sớm tới dạo muốn cứ vợ lắm không bây giờ vô tỉnh táo đi ha là nói với má vô cứ vợ cho vô cái một luôn là má nữa má nào nữa má cưới đàn ông hay cưới đàn bà hả là cưới làm sao cưới dạng nào đàn ông hay đàn bà mới được chứ mặc cỡ đeo đồ của con gái xong mà cưới đàn ông lúc này đỡ rồi lột cái hết rồi còn cọng này là cọng này đàn ông
cọng này đàn ông, rồi cọng này hình như cũng có pha chọn gái một chút, là có cái nút màu xanh nè. Đó. Có sẵn thì sao mà đeo vậy? Không pha nữa. Không pha nữa. Chứ bữa hổm đeo được con gái không ạ? À. Phải không? Bữa nay đỡ rồi, bữa nay lâu hết rồi. Tỉnh rồi, tỉnh. Hết, không, bữa hổm cùng thiệt luôn nhá không? Đúng rồi, hết lần bữa nay tỉnh nè. Mấy bữa ở đây với Hằng nó ra nó chui vô lùm không à? Phải không? Trong túi định. Phải rồi. Ổng ra tỉnh lại bớt. Tỉnh là nhiều. Vào anh ấy là tỉnh. Tỉnh lại bớt và không còn đeo vàng tầm bậy kiểu con gái nữa phải không? Rồi anh ấy đi tới giờ là tỉnh. Anh nào anh ấy đi là tỉnh, anh ấy đi là tỉnh, anh ấy còn rồi. Anh ấy đây là thành BD luôn. Trời. Anh đưa rước hoài mà. Là ý có người chạy xe đưa rước cái đó hoài luôn mà sao không không khùng được. Vậy nói chờ cũng thùng ba sảnh đây nè. Thùng ba sảnh là gì vậy? Có nhớ anh ấy không? Anh ấy anh nào? Quên nữa rồi. Anh ấy là anh nào? Ừ. Quên rồi. Thằng này là được cộng đồng mạng thương dữ lắm luôn á. Thương nó lắm á. Ờ thế bởi vậy nó không được may mắn mấy. Nói nó bởi vậy phải gắng cố gắng thế tỉnh cũng, táo được ra. Cũng chắc con lắm chứ mà. Bao nhiêu tuổi Alex? Alex 53 rồi. Cái gì 53 sao mày thích? Sao mày thích tuổi lớn quá vậy? 53 tuổi rồi. Nó nói là cái tuổi ấy á, tuổi Việt Nam. No. 72 dưới mình 4 tuổi. Bốn mới có 4 mấy à. Chưa tới 50. Chưa tới 50 à lịch. Đâu ấy. Chưa tới. Yeah, 72. Bây giờ mà nói nó 63 tuổi. 72. 72 giờ là mới có 50 rồi. 50, 50, 51 à. 51. 72. 50, 51 tuổi à. 72 có nghĩa là tới 2028, 28 với 23 là nhiêu? Lấy 2000 51 mà. Nhưng mà tuổi ta. Dạ, no, tính đúng tuổi. Tính theo đúng tuổi Mỹ á. Đúng tuổi là 51. Ờ, đúng tuổi Mỹ á. Đúng tuổi Mỹ có 50 à. Ờ, đúng tuổi Mỹ 50. Cho nên thằng đó không phải 51 à. Mới dùng tuổi gì, cái gì đó. Tuổi ta mình á. Ờ, tuổi tao. Là nó trong bụng là tuổi. Tuổi ta trong bụng là 1 tuổi, sinh ra là 2 tuổi. 51 là... 72 nè. Đó là sinh ra thì 72 thì là 1 tuổi. 51 tuổi đúng. Tới birthday á. Thôi nôi chứ, không phải. Tới thôi nôi hình như là 3 tháng. Đầy tháng là tính hơn tuổi rồi. Ừ, là 2 tuổi đó. Đúng rồi. Là chị Quang tính đó. Tính ra bên Việt Nam là 2 tuổi rồi. Chị Quang 2 tuổi. Vậy là lúc này tỉnh hơn phải không? Rồi tới... rồi tới gì đó. Tới birthday năm sau, 73 của tháng... của tháng sanh ra đó. Ừ. Tháng 2, ngày 16 thì nó lại nhiêu rồi? Là 3 tuổi rồi. Cái gì dữ không có nổi nhau phải tính vậy. Cái lấy nè, cái lấy 2023 tới cái ngày đẻ của mình trừ ra 73 là trừ ra bao nhiêu? 3 tuổi nè. 74 là 4 nè, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 là 15 mà đấy. À coi. À 90 đấy. À là ta là mới 51 tuổi à. 51 tuổi đúng. 51 tuổi. Đâu đâu đâu. Nè cứ tính đi 72 nè, 82, 92, 2002, 2012. 90. 2022 là 50 tuổi, 2023. 23 là 51 tuổi đúng. 9, 100. Tháng 2 vừa rồi là 51 tuổi đúng. 51 tuổi. 100 thì đó là tuổi con chó đó. Ngay con chó luôn á. 25. 25 với 23 là nhiêu? 25 với 23 48. Ủa, tháng 2 vừa rồi vô bất đề là vừa đúng 51 tuổi. Tháng 2 rồi đó. Có 73 nè, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Mà tính tới sáng mà tính vô ra tuổi. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Ủa cái này gì vậy? Giống gì 100. Ủa cái gì vậy? Anh Hùng. Ủa 100. Cái gì vậy A Lạch? Ai bỏ đường bỏ gì đây vậy? Dương nó bị cái phân khúc thì hay được. À Lạch. À, không biết không biết. Ok, 73, 73, 80, 73. Không mà muốn hử cái gì. Này thấy hôm qua hôm kia, hôm qua ra em đã thấy rồi. Vậy hả? À, hôm qua em đã thấy rồi. Nó còn gì sao không thấy. Giống như cái chóp tuyết cái trình. Không phải rồi. Hôm qua lại đây gặp rồi mà. Cái gì đó. 30. Nó không phải trắng rồi đó. Không phải. Kỳ vậy ta. Không phải đá. Không. Nè. Nè. 73 nè. Tuổi rồi. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Chọc rồi.
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 63 tuổi rồi, tính hoài cũng không có ra. 90, 91, 92, 93. Nó ngồi tính tuổi nó nhiều nó chữ ra. 89. Cái này để lấy nước bỏ vô. Lấy nước bỏ vô trong đó. Ủa? Cái đó có nước phải không? Cái giòi đó mở nước được phải không Ngọc? Có rồi. À, lấy cái lon mở nước bỏ vô. À, bỏ chút bia vô hả? Ở nước vô để mình uống hút thuốc lá bỏ vô nó không có ngã, nó không có bay ra. Cái cây này không biết cây gì. Dạ, nhà này có thằng mua để gì luôn hả? Ừ, để vậy thôi à. Để cho tới làm việc đồ này kia với ăn uống rồi chơi rồi cho thoải mái á. Rộng rãi rồi vậy đó. 100. Cái gì 100? À. Tuổi thôi mà 100. Tuổi sao kỳ ta. Bỏ nước cho nhiều nhiều á, nồng nửa lon. À. Cái 22 mình mình trừ lại. Coi ổng tính hoài mà tính ra tuổi đó cả nhà thấy không cả nhà. Thua chưa? Thua Alex chưa? 48 rồi sao kỳ vậy? Tính rồi vậy còn 48 tuổi hả? Có gì kỳ vậy? Trời ơi. Vậy chứ ông cảnh ông nhiều. Hả? Tôi tính 53 lận. Không có. 51 là đúng luôn. Hả? 51 là đúng tuổi luôn. Phải 35 không? Không phải. 35 về sớm á. Ủa thật vậy trời. 51 là đúng tuổi. Ủa tôi tưởng 53 chứ. Để vô coi có